Trong một thông báo được đăng tải trên Twitter, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã quyết định cách chức Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson và bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA Mike Pompeo vào vị trí này. Việc bổ nhiệm ông Mike Pompeo còn cần sự phê chuẩn của Thượng viện Hoa Kỳ. Lý do chính dẫn tới việc ông Tillerson bị cách chức được cho là vì sự bất đồng quan điểm của ông và Tổng thống Donald Trump trong nhiều vấn đề đối ngoại, từ Iran, Triều Tiên tới việc xử lý mối quan hệ với Nga. Kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng đến nay, ông Donald Trump đã thay đổi một loạt các vị trí chủ chốt trong nội các. Việc cách chức Ngoại trưởng Tillerson lần này được coi là sự thay đổi lớn nhất. You